Thưa quý vị, đầu năm 2022, Đà Nẵng được vinh danh là thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch. Điều này tiếp tục được khẳng định khi 9 tháng đầu năm nay, du lịch Đà Nẵng đã có bước phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục là điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước, cũng như là điểm đến của các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế. Theo Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Điểm đến Du lịch cấp tỉnh Việt Nam do Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam TAB công bố, Đà Nẵng được xếp hạng cao nhất nhờ các chỉ số tích cực trong rất nhiều tiêu chí liên quan đến du lịch, như khả năng tiếp cận hàng không, tính bền vững về môi trường, hiệu quả trong tiếp thị và quảng bá thương hiệu, chất lượng hạ tầng, mức độ an toàn. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, du lịch Đà Nẵng đã phục hồi từ cuối quý 1 và có sự tăng trưởng rõ nét qua từng quý. Đáng chú ý, ngành du lịch thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế như Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022, Lễ hội Yoga quốc tế, Lễ hội Du lịch Golf. Và mới đây, thành phố tiếp tục được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards, chứng minh thuyết phục cho sự hấp dẫn cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng. Yeah, this is my first time in Da Nang and things. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng và cảm nhận của tôi sau một thời gian ngắn trải nghiệm tại thành phố này là vô cùng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng Đà Nẵng là điểm đến mà bất kỳ ai cũng sẽ yêu thích. Tôi thấy Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Thành phố không chỉ có hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp, dịch vụ chất lượng mà môi trường tài nguyên du lịch cũng rất hấp dẫn. Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng du lịch là tìm về với thiên nhiên, vì vậy những điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng dựa vào các tài nguyên du lịch sẵn có sẽ luôn có sự hấp dẫn nhất định đối với khách du lịch. Có thể nói là ngay sau khi mà chúng ta ban hành cái phương án tổ chức các cái hoạt động trở lại, thì ngành du lịch đã nhận được cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo thành phố và cái sự tham gia hỗ trợ của các sở ngành, của các doanh nghiệp liên quan trong cái vấn đề làm mới cũng như là làm mới các cái sản phẩm, đảm bảo cái môi trường du lịch, tăng cường cái công tác xúc tiến quảng bá và xúc tiến các cái đường bay tới với Đà Nẵng. Và các cái nội dung liên quan đến quảng bá hình ảnh của điểm đến Đà Nẵng thì cũng đã được tổ chức triển khai hết sức bài bản và chuyên nghiệp thông qua các cái sự kiện. Với phương châm tạo sức hút điểm đến từ chất lượng và dịch vụ đẳng cấp, thời gian qua Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Chúng ta phải luôn luôn trong một cái tâm thế là sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các cái điểm đến mới. Tuy nhiên, cái gốc của chúng ta là Đà Nẵng có một cái hệ sinh thái về tài nguyên, sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng rất tốt. Chúng ta đã tạo được rất nhiều lợi thế so với điểm đến khác. Bên cạnh đó, chúng ta lại có sự quan tâm của chính quyền. Chúng ta lại có môi trường an ninh an toàn thân thiện mến khách. Chúng ta lại có cái 503 có 4 an. Thì chúng ta không ngại bất cứ một cái điểm đến mới nổi nào. Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị nhằm khôi phục lại một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, triển vọng đưa du lịch Đà Nẵng trở lại thời kỳ như trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra là hoàn toàn có thể. Ngành du lịch thành phố cũng đang đẩy mạnh triển khai các đề án phát triển du lịch, nhất là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao để tạo sự khác biệt, nâng cao sức hấp dẫn và cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng.